Con xe này của bên em tiền ít nhưng mà còn đẹp lắm các bác ạ. Bác nhìn nhá, một số vị trí các bác xem này. Đời lớp sơn của xe rất sáng bóng. Cặp đèn pha của xe tuy rằng là đời thấp thế nhưng mà nó còn rất là trong và có đèn bi cầu thủy tinh đây. Rất sáng vào ban đêm. Lốp dày là cả dàn các bác nhá. Đây lốp dày cả dàn luôn. Và chiếc xe này cũng đã được lên la răng đúc rồi. Vành đĩa, vành ABS nguyên bản theo xe. Với lớp sơn màu xanh. Con này của em là một chủ từ đầu, biển 29Y5843 các bác nhá. Biển một chủ từ đầu luôn. Và đây là lớp sơn bên ngoài của chiếc xe này. Một mẫu xe VIP, một mẫu xe mà ngày xưa toàn đại gia, toàn chủ tịch, toàn những người lãnh đạo cấp cao của nhà nước mình đi thôi. Và bây giờ trong thời điểm này và trong ngày hôm nay em đăng lên cho toàn thể các bác anh mình xem và biết là chiếc xe này hiện tại giá của nó chỉ còn là hơn 100 triệu thôi các bác nhá, hơn 100 triệu tí thôi là các bác đã có thể mua rồi. Một xe số tự động, phân khúc hạng D, nội ngoại thất của xe còn rất là tươi. Con xe này của em nó là chiếc xe đẹp, nó là chiếc xe chất các bác nhá. Và chất đến đâu thì em mời các bác xem trong clip ngày hôm nay để các bác biết về chất lượng của xe. Toàn là một chiếc xe còn rất là cứng luôn. Trang bị tiện nghi, hiện đại, an toàn, chạy thì rất là đầm, chắc, bốc khỏe. Và mẫu này thì tôn vỏ nó rất là dày các bác nhá, rất là cứng, rất là chắc luôn. Cho nên là khi mình sử dụng nó cũng sẽ được an toàn hơn, đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe này của bên em. Các bác quan tâm liên hệ mình, gọi điện trực tiếp cho bên em theo mấy số điện thoại hotline mà em vẫn đọc thường xuyên để được chốt giá đẹp nhất cho xe này. Và hiện tại em đang có một con giống hệt như này, màu trắng. Thực ra là hai con các bác nhá, hai con nữa giống hệt con xe này màu trắng và với giá tiền là chỉ có là dưới 100 triệu đồng thôi các bác ạ. Dưới 100 triệu đồng thôi, đồng nghĩa với việc là hiện tại bên em đang có mấy con giá trên dưới 100 triệu đồng, đúng không? Những chiếc xe đó tất nhiên là không đẹp bằng chiếc xe này rồi. Chiếc xe này nó còn ok, nó còn đẹp hoàn toàn cả xe, cho nên là giá cả nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Về lỗi các bác yên tâm, về lỗi đấy ạ, lỗi của xe là vẫn ok luôn. Đây, những con bu lông ốc vít còn sáng đẹp, keo chỉ của xe là vẫn còn đây các bác nhá. Keo chỉ của xe cánh cửa là vẫn còn đây. Đấy, và chiếc xe này cũng đã được thêm những cái rèm che nắng rồi. Đây, rèm che nắng mình trước anh đắp ở đây các bác nhá. Và chỗ này bằng chất liệu da. Đây, chất liệu da nha các bác. Đấy, chất liệu da theo xe và vẫn còn ok. Đấy, đây là hệ thống gương chỉnh điện của chiếc xe. Và đây là kính chỉnh điện của chiếc xe. Tất cả những nút bấm, nút vặn các bác nhìn xem, thì cả những tay nắm tay cầm ở cái vị trí này còn ok này, không bị xấu kém này, đúng không? Và những cái vị trí này nha, nhiều con là bị bật, bị bong ra hết rồi. Con này của em là vẫn chưa bị bong luôn. Và cái màu này đấy, cái màu này là cái màu vàng zin nhá, chứ không phải là nó ố các bác nhá. Màu vàng zin đấy, bác nào thích cái màu này thì mình có thể làm mình sơn lại hoặc mình bọc lại cái màu khác. Các bác nhá, đấy là tùy theo sở thích của các bác thôi. Đây, loa âm thanh đây, loa âm thanh nghe thì hay rồi. Đấy, những vị trí này nó còn rất là sáng và vàng này các bác này. Đấy, rất là sáng và vàng luôn nhá. Cột kèo đinh tán nguyên zin nhá. Đấy, đinh tán cột kèo là nguyên zin. Bộ ghế da đẹp, ghế da của xe đây vẫn còn rất là đẹp nhá. Đấy, ghế da của xe là ok luôn. Và vị trí này tắp lô của chiếc xe này, trang bị là có đèn pha được thiết kế lắp đặt lên. Đây, tắp lô đây, tắp lô bằng chất liệu da các bác nhá. Đấy, da này là da công nghiệp, da loại xịn. Vâng. Và đây là vô lăng của chiếc xe các bác nhá, vô lăng đây. Đây, vô lăng các bác nhìn xem cho em này. Ở bên trong thì nó cứ bẩn bẩn thôi chứ không phải là nó xấu kém đâu nhá, bẩn thôi đấy ạ. Còn thì đây nha, các bác nhìn xem những cái sần ở cạnh của vô lăng các bác nhìn này, nó vẫn còn đẹp như này luôn. Đấy, nó không bị mòn các bác nhá. Có túi an toàn, vô lăng 4 chấu và cái mặt kính còi xe là vẫn còn đẹp. Các bác nhìn xem, nhiều con mặt kính còi này là mòn hết rồi các bác ạ, nhiều con đấy ạ. Con này của em là vẫn còn đẹp luôn nhá. Và các bác để ý nhá, nhiều con những cái vị trí này nó bị gãy vỡ rồi. Và củ số nó cũng không được đẹp như này nữa các bác nhá. Củ số của em đẹp chưa? Cần số củ số đây, rất là sáng đẹp. Đấy, có màn hình giải trí theo xe thôi. Đấy, khóa khiển đây nhá, có khóa khiển cái thứ đồng hoàng. Đây là hệ thống mình bật chỉnh điều hòa của chiếc xe. Và đây là đồ nhựa cửa gió. Đây, không gãy vỡ gì. Đấy, sấy đây. Và đây là cái công tắc xi nhan đi thẳng. Và đây là đồng hồ các bác nhá. Đây là được tắp lô của chiếc xe. Thì em sẽ sang bên kia quay kỹ cho các bác xem phần tắp lô nữa. Đấy, chiếc xe Formandel các bác ạ. Formandel số tự động và được sản xuất năm 2003. Đấy, đăng ký lần đầu năm 2006. 2006 chiếc xe này mới sử dụng và mới lăn bánh các bác nhá. Mới lăn bánh. Đấy. Thì chiếc xe này nó là một chủ từ đầu, biển Hà Nội, tên tư nhân. Và Ba Đình Hà Nội đấy ạ. Thì bác nào mà mình
Hà Nội mua chiếc xe này về là có ok rồi, không mất chi phí tiền biển mà mình không cần sang tên làm gì, đúng không ạ? Đây nhá, em bắt đầu quay cho các bác xem này, những cái phần mép cửa của xe này các bác nhìn này. Đấy, những phần mép cửa của xe này. Đấy, đây. Ở vị trí phía sau này thì anh chủ trước cũng đã được dán thêm cái gioăng. Và gioăng này là gioăng xịn theo xe này, còn gioăng mép ngoài là gioăng dán thêm các bác nhá. Đấy, tem các thứ của vẫn nguyên đây. Những cái phần mốc quá trong đây các bác nhìn xem vẫn còn vàng ươm luôn này. Đấy. Với cánh lái kia thì mở nhiều thì nó sẽ xấu một chút so với cánh những cái cánh đằng sau. Đấy, so với lại ba cánh khác các bác nhá. Các bác xem cho em phần tắp lên cánh cửa đây. Đây, chất liệu da của nó đây. Đẹp chưa ạ? Sang chưa ạ? Như đời cao luôn, đúng không ạ? Và chỗ này là vân gỗ các bác nhá. Đây, sơn vân gỗ đây, công tắc bấm chỉnh kính điện đây. Loa âm thanh đây. Và những cái phần vách cửa và gầm sàn của xe là còn sáng đẹp, không bị mục mọt han gì gì các bác nhá. Đấy. Và tiếp tục các bác cùng xem, gioăng cửa đẹp. Đây là vị trí phía đằng sau. Đinh đây, đinh cột kèo đây nhá, những cái đinh này. Đinh hoàn toàn là không bị mất. Và cam kết cho các bác luôn là những chiếc xe tuy rằng là đời thấp như này, bên em cũng sẽ đảm bảo cho các bác yên tâm là không có lỗi tai nạn đâm đụng hoặc nước gì hết các bác nhá. Rồi các bác nhìn xem những phần cột này, những cái gioăng này. À, những cái gioăng, những cái cột của xe này, đẹp chưa ạ? Rất sáng tươi luôn các bác. Đấy, em mang ra quay cho các bác xem để các bác cảm nhận. Các bác đúng chân, các bác đang có hơn 100 triệu, các bác chưa biết mua chiếc xe gì sốt động thì các bác mua chiếc xe này quá ok và phù hợp luôn nhá. Đây là phía sau, để đồ thoải mái luôn. Hàng ghế phía sau này thì cũng đã được lót một cái áo ghế ở trên rồi. Ở trần của xe được lên trần 5D rồi các bác nhá. À, trần 5D rồi đấy ạ. Vâng. Rồi tiếp theo các bác cùng xem nhá. À, với ánh sáng rất là tốt cho mình xem đây. Đèn trước và đèn sau các bác nhìn xem rất mới, đúng không ạ? Nước sơn rất bóng và bóng cả con luôn các bác nhá. 2.0 thì nó sẽ không có na răng đúc đâu. Con này của em là đã được lắp thêm na răng đúc của những chiếc xe bản đủ rồi các bác nhá. Còn đây là phía sau cùng của cái chiếc này. Đấy, phía sau cùng đây có hai mắt cảm biến này, một mắt và kia mắt nữa là hai mắt cảm biến lùi các bác nhá. Rồi, mẫu xe với form dáng thiết kế là sedan hai đầu. Và tất nhiên cốp đằng sau nó sẽ rộng rồi đúng không ạ? Vì nó là sedan hai đầu mà. Nhìn khá là long lanh đúng không ạ? Các bác nhìn này, và nước sơn của xe này. Chiếc này ai mà không biết đời đấy ạ, với lại không hiểu về xe đấy ạ. Nếu mà ngồi lên chiếc xe này tưởng đây là chiếc xe nhiều tiền. Vì thứ nhất nó chạy sướng và nội thất nó còn sang đẹp như thế kia cơ mà. Và hình thức của nó còn được như này mà, sáng sủa đẹp đẽ. Nhìn nó long lanh như này cơ mà, đúng không ạ? Khá là long lanh nhá. Đây các bác xem tiếp tục cho em đây. Đây, cánh tiếp theo đây nhá. Đấy, nó sẽ là đẹp như cánh bên kia luôn. Đấy, và những cái phần bên trong các bác nhìn này. Cái phần sắp móc khóa bên trong nó còn vàng kè luôn này. Đấy, chỗ này thì bẩn thôi nhá. Đây là bẩn bẩn này, lau lên hết thôi các bác nhá. Đây, gioăng này vẫn là gioăng xịn đây. Đây, gioăng này gioăng xịn đây các bác nhá. Gioăng này lắp thêm một gioăng này gioăng xịn. Đấy, tem này tem nguyên đây. À, những phần nòng trong, những phần chân cánh các thứ là không bị mục mọt. Đấy, không bị mục mọt. 4 tắp ly cánh cửa thì cái vị trí này bằng chất liệu da nhá. Da này thì nó kiểu là bong bong thôi. Bác nào mình kỹ tính, mình cẩn thận thì về mình dán vào, hoặc là mình thay luôn cái mảng da này khác đi. Đây cái mảng da này đi, mảng da này. Mình thay đi hết có 100.000 thôi các bác nhá. Và cái vị trí da vàng vàng nữa, bác nào thích cũng bọc lại luôn cho em cái da này đi. Tổng mình bọc cái này đấy thì mất là 200.000 nhá, 200.000 một cánh. Có nghĩa là 4 cánh thì mình mất sẽ là 800.000 thôi, nhưng nó đẹp hơn rất là nhiều nhá. Những cái vị trí này, da này, da này, da này này. Đấy, bọc lại đi cho nó sáng đẹp hơn các bác nhá. Đấy là em chia sẻ thật với các bác như vậy, và cũng nói luôn về giá cho bác mình như vậy. Bác nào mà mình về tự làm lấy hoặc là bên em làm cho cũng được. Bên em làm luôn cho rất đơn giản thôi nhá. Quan trọng là những cái cơ bản, những cái phần chính của chiếc xe, như là máy số, như là phần khung sườn, như phần nội thất của bên trong thôi, đúng không ạ? Rất bên trong xe thôi, nhưng mà để những cái khác thì nó không quan trọng, không thể làm lại được, đúng không ạ? Đây các bác xem nhá. Đây, các bác cứ nhìn cho em một số những vị trí này. Đây, nhiều con model là nó không còn được cái này đâu. Nó hỏng rồi. Nó hỏng rồi nhá, con này của em nó vẫn còn đẹp luôn. Đấy, kính của xe thì bọc dán xung quanh rồi đây.
đẹp tính các thứ có đủ cả rồi nhá. Đây nha các bác cùng xem cùng cảm nhận với em. Em cùng các bác mình di chuyển đi xem làm sao chính thức nhất. Cái trắng trắng này là bẩn thôi các bác nhá. Trắng trắng này là bẩn thôi này, mình lau được nhá, những cái hạt trắng trắng này. Đấy, bẩn thôi. Còn khi mình lau đi thì nó sẽ đẹp luôn. Quan trọng này là cái chất liệu da của nó bây giờ vẫn còn rất là căng đẹp đây đúng không ạ? Và cái này nhá là cái rèm này, đây là rèm che nắng của chiếc xe nhá. Đây các bác ơi, các bác cùng xem này. Đấy. Phần khung, phần răng, phần vách, phần mép, tất cả các thứ, tất cả mọi chỗ. Các bác xem làm sao kỹ cho em nhá. Đấy. Chiếc xe mà em thấy là ok so với đời đấy ạ. Xe khá là sáng đẹp so với đời. Còn đây chỗ này là có tu khí đây, cửa gió đồ nhựa tắp lô tắp ni đây, các bác nhìn xem tắp lô xe này đẹp ok rồi đúng không ạ, không có vấn đề gì, riêng cái tắp lô của chiếc xe này là ok luôn. Đấy, chỗ này có loa nhá, chiếc xe này đấy ạ, em chê một điểm đấy là cái phần tắp ni để cái vàng vàng này nhìn nó hơi xấu đúng không ạ, em thấy là nhìn nó hơi xấu, nhìn như kiểu bị ố đấy ạ, nó thiết kế ra như vậy nhưng mà em nhìn cảm giác như kiểu bị ố vậy, thì cho nên là theo em thì về thì các bác sơn đi hoặc là mình thay đi cho nó đẹp các bác nhá, sơn hoặc thay đi cho nó sáng đẹp hơn, hoặc em làm cho các bác luôn được, các bác mình nếu mà không làm được thì báo với em một phát là trong vòng 2 tiếng đồng hồ là xong. Và đây là phần form sơn của chiếc xe nhá, các bác nhìn xem này, nước sơn cho đến cái phần form của chiếc xe nó còn ok toàn bộ luôn, nó bóng này, nó sáng này, rồi nó khít đều này, các bác nhìn xem 2003, 2004, 2005, 2006 mà được như thế này thì là một chiếc xe ok rồi đúng không ạ, em thấy cũng khá là đáng mua, rất là đáng đồng tiền, trên 100 triệu đồng một ít thôi, bây giờ mua xe gì được đúng không ạ, mua xe gì số rộng hai đầu được mà lại chắc chắn bền bỉ với con xe dòng Mondeo được. Máy của cái chiếc xe này là máy 2.0 thôi thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó dao động tầm khoảng là gần 10 lít trên 100 km nhá. Đấy, máy này với lại máy Mazda là dùng chung nhá. Đấy, dùng chung nhau. Máy dòng xe Ford Mondeo 2.0 với lại Mazda là dùng chung nhau đấy ạ. Đây các bác nhìn nhá. Các bác cứ đánh giá cho em một cách khách quan, đấy là các bác cứ nhìn cái phần đèn này này. Đèn mà nó còn sáng như này đây chứng tỏ một chiếc nào một chiếc xe đẹp. Các bác nhá. Đèn này em chưa đánh đâu. Đèn xịn đấy ạ. Rồi, bây giờ em mời các bác xem gầm và sườn bên đây nốt này. Không là đến máy nữa. Máy cũng vậy, rất là sáng nhá. Máy của xe này nhìn tí các bác nhìn phát các bác mình chắc là kết luôn cái máy. Thì máy rất là đẹp, rất sáng. Đây, đây là khung sườn vỏ bên ngoài với xe. Cabo em chưa đóng hết cho nên là nhìn nó hơi có khe hở một chút. Ấn nó xuống là sẽ fit đều ngay các bác nhá. Đây là phần sơn vỏ bên ngoài của xe đây, các bác nhìn xem này. Còn ok luôn đúng không ạ? Bây giờ là gầm và máy của chiếc xe. Đây gầm đây. Đấy, gầm đẹp nhá. Không bùng bọt và không bóp méo. Đảm bảo các bác là một xe không có lỗi và máy số ngon các bác nha. Em tiến hành mở cabo ra và mời các bác xem con máy động cơ đây ạ. Đây con máy động cơ của xe đây nhá. Đây con máy của xe thì sáng đẹp rồi, máy nổ rất êm, êm ru luôn các bác ạ. Máy số xe rất là chất nhá. Đây em kiểm tra máy số rồi, trước khi lấy về kiểm tra rồi. Em mời các bác xem phần gầm của chiếc xe bên đây. Đây gầm đây. Nói chung là hơi đốm đốm han thôi coi nhá, không bùng quạt đấy đâu. Đốm han đấy thì là mình đấy là nó do nó bong cái sơn ra, nó bong sơn ra thôi, bong sơn ra cho nên nó han han như vậy. Để mình phải sơn mắt là xong chứ không bị mục mọt nhá. Tôn vỏ của dòng xe này thì rất khó để mà mục mọt
các bác nhá, thủng lỗ một vọt đấy ạ, rất là khó luôn. Đấy, đời thấp thì nó cũng chỉ là hơi đốm đốm han thôi, vì nó bong sơn mà. Đấy, theo ra 5 tháng là bong cái sơn nó tự nó bong ra đấy ạ. Đây mình sẽ xịt sơn vào là xong thôi nhá. Đấy, xịt sơn chống dỉ vào là xong. Được không? Toàn bộ chiếc xe bông đeo này em đã quay xong rồi đấy ạ. Các bác liên hệ sớm với bên em theo ba số điện thoại hotline là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389, ba số hotline, ba số bên em đang dùng Zalo các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Rất nhiều xe đa dạng mẫu mã chủng loại cho mình lựa chọn luôn. Đây, chỗ này em đang có hai con model màu trắng này. Đây, chủ yếu là biển Hà Nội các bác nhá. Đây, đây một đây con trắng và kia một con trắng nữa kìa. Đây là hai con đúng không ạ? Hai con trắng liền. Và với giá tiền thì con trắng này là trên 100 triệu, con trắng kia là dưới 100 triệu đồng thôi nhá. Rất là rẻ luôn đúng không ạ? Đấy, bác nào nếu quan tâm đến dòng này thì mời các bác qua trực tiếp bên em để thử và chạy cảm nhận xe. Bác nào không đến được bên em ship đến tận nhà. Đấy. Các bác ở trong miền Nam, miền Trung đều được hết các bác nhá, ship đến tận nhà được luôn. Và bác nào mà muốn sang tên đổi biển hoặc là làm công chứng ủy quyền, nếu mà cần bên em làm, bên em cũng sẽ làm cho luôn ngay lập tức. Đấy, làm xong rồi các bác mình lấy xe hoặc là các bác lấy xe về rồi gửi cho bên em làm, làm xong bên em lại gửi qua bưu điện cho các bác mình luôn. Được, các bác cứ chọn địa chỉ là xong thôi. Dạ vâng, video này em quay xong rồi, xin được kết thúc video này ở tại đây và chào tạm biệt các bác, hẹn các bác vào video lần sau nhé.